giữ lại sách Đại Nam Nhất Thống Chí để hiểu thêm. Dùng này gọi là thập câu, tức 10 con rạch. Từ con rạch thứ nhất tới rạch thứ 10 xếp đặt thành hàng đều nhau. Nước từ rừng tràm chảy thông ra biển, sinh ra rất nhiều cá tôm. Người xưa dựa theo thứ tự của các con rạch, tính từ hữu ngạn sang cái lớn để đặt tên thứ. Lần lượt là thứ 2, thứ 3 cho tới thứ 11 là kết thúc khu vực miệt thứ. Một câu hỏi đặt ra là tại sao không có thứ 1 hay thứ nhất mà bắt đầu bằng thứ 2? Tham gia làm cố vấn nội dung cho loạt ký sự này, nhà làm phim tài liệu, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Trung Hiếu giải thích giúp chúng ta. Ta đưa ra nhiều cái giả thuyết, nhưng mà có lẽ đây là cái câu chuyện mà người ta dễ tin nhất, mà mình chấp nhận tốt nhất. Khi cha ông ta đó từ vùng Ngũ Quảng di dân vào trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, khi xuống đây là đi vòng qua mũi Cà Mau và định cư ở phía biển Tây, mà cái phía của dịch rạch Giá đó thì nó có 10 cái rạch nhỏ, nước biển nó đổ vô, nó khoảng cách nhau vài cây số thì có con rạch thế. Thì trong chữ Hán thời đó gọi là thập câu. Thì theo thói quen đó, cái người đi vào trong miền Nam để khai khẩn đó, thì cái người con thứ nhất ngoài Bắc, ngoài miền Trung đó, là người con thứ nhất là con cả. Dạ. Con cả thì phải ở lại để phụng dưỡng ông bà cha mẹ. Dạ. Không có đi vô trong này. Dạ. Mà vô trong này thì gồm có từ người thứ hai trở đi theo cha mẹ, kéo nguyên làng rồi nguyên gia đình đi vô trong này. Cho nên vô đây đó là cái người lớn nhất ở trong này là phải người thứ hai. Dạ. Cho nên là nếu mà sanh ra tiếp tục nữa thì thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cứ như vậy mà tính tới. Thì theo thói quen đó, thì khi mà đặt ra một cái địa danh cho cái vùng thập câu này đó, thì cha ông mình cũng vẫn tính là từ thứ hai, thứ ba cho tới thứ 11. Thập câu là 10 rạch, mà 11 tức là tính ra từ thứ hai. Mà tính hết 10 thứ là tới thứ 11 là kết thúc. Thì đó là cái lý giải mà tôi cho rằng là hợp lý nhất.